sao Hoa ngữ và những lần thử vai hụt. Angelababy từng thử vai Bích Giao trong phim truyền hình Thanh Vân Trí. Không thể không nói nhan sắc của Angelababy thật sự rất cao, nhưng Bích Giao là một tiểu cô nương đáng yêu. Angelababy lại có phần nhìn chín chắn, thành thục hơn, nên dù có thử tạo hình xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, nhưng vẫn không thể phù hợp với tính cách nhân vật này. Mọi người đều biết, nhân vật Bích Giao này cuối cùng được giao cho Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận, hình tượng vô cùng phù hợp. Cuộc Kiếm Kỳ Đàm là tác phẩm truyền hình giúp rất nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng như Lý Dịch Phong và Trần Vĩ Đình. Trong đó, vai diễn Âu Dương Thiếu Cung do Kiều Trần Vũ đảm nhận vô cùng đẹp trai, cũng thu hút không ít khán giả. Nhưng ban đầu, vai diễn này thực ra là do Giả Nãi Lượng đến thử vai. Dù lúc đầu thử tạo hình vô cùng phù hợp, nhưng cuối cùng lại có mâu thuẫn với đoàn làm phim, nên Giả Nãi Lượng đành phải từ bỏ cơ hội này. Dương Mịch với vai diễn Phong Tình Tuyết trong Cuộc Kiếm Kỳ Đàm, chúng ta có thể thấy tấm hình thử tạo hình này cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc ban đầu khi phim chưa khởi quay thì tạo hình vốn không xinh đẹp như vậy. Điều làm mọi người kinh ngạc chính là tấm hình thử vai của Địch Lệ Nhiệt Ba lúc 18 tuổi. Lúc đó khuôn mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng ngây ngô, đôi mắt sáng vô cùng thuần khiết và chất phát,